Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ treo tường rất là xịn sò, rất là độc đến từ thương hiệu của Trim. Đây là chiếc đồng hồ với dòng sản phẩm Vivo, một trong những sản phẩm rất là cao cấp của hãng Trim Nhật Bản. Thì như anh em có thể thấy thì đây là chiếc đồng hồ treo tường với toàn thân được lạp bằng gỗ óc chó. Rất là đẹp, anh em có thể thấy. Con này thì có nhà chuông làm ở bên hông. Cái bề cao của nó, của con này thì nó lên tới tầm 70 phân. Nó hình dạng bầu. Anh em thì thấy rất là đẹp. Quả lắc của nó đây. Quả lắc của nó, cái thân nó được làm bằng gỗ nha anh em. Được làm bằng gỗ. Rất là đẹp. Đấy. Mặt trên này, anh em có thể thấy toàn bộ cái khung này đều là khung kính hết. Và toàn bộ cái phần vỏ nó đều được làm bằng gỗ. Rất là đẹp. Con này thì nó sản xuất rất là giới hạn. Đó. Nếu mà anh em nào mà vào những cái hãng của Trim, những cái đồng hồ lớn thì sẽ biết cái giá trị của con này rất là cao. Đó. Đây là cái phần điều chỉnh của nó đây. Con này thì nó sử dụng cái phần sóng Ray Control. Ray Controller. Nó sử dụng 3 quả pin chung. Đó. Và anh em có thể mở cái này ra để anh em xem. Rất là đẹp. Mặt số là số học trò. Đó. Con này rất là dễ chỉnh. Và đây là anh em có thể thấy. Quả lắc. Phần gỗ này đẹp. Nói chung với những cái chiếc đồng hồ chạy điện tử như thế này thì nó rất là chính xác giờ. Mà nó lại mang lại cho chúng ta cái vẻ đẹp rất là vintage, cổ điển. Nhưng mà nó rất là sang trọng. Con này thì nó có nhạc chuông. Đây ở đây nó có nút volume này anh em. Chúng ta. Con này thì nó sẽ có 3 cái 6 cái bản nhạc chuông khác nhau. Cứ đến giờ là nó sẽ có phần nhạc chuông. Đó, rất là hay. Con này hàng về còn rất là mới. Anh em có thể thấy tất cả gỗ của nó đều được làm bằng gỗ hết. Quay này thì nó không thể nào đẹp bằng ở ngoài. Ở ngoài nhìn nó đẹp lắm. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em nhé. Một con đồng hồ cực kỳ đẹp.